Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Vindeca và Cuộc Sống Bắc Âu. Và hôm nay mình sẽ xin nói về chiếc thẻ quyền lực nhất của đất nước Đan Mạch và cũng có thể là một trong những chiếc thẻ quyền lực nhất của thế giới. Thì mọi người chắc chắn là sẽ tự hỏi tại sao chiếc thẻ này là cái quái gì mà tại sao nó lại là có quyền lực như vậy và nó đáng giá như vậy. Thì mình xin thưa là tất cả người dân ở Đan Mạch đều có chiếc thẻ này. Và đó là chiếc thẻ nhìn như vậy. Không phải thẻ nhà băng và không phải thẻ bảo hiểm xã hội mà là một chiếc thẻ như vậy, chỉ là một chiếc thẻ màu vàng thôi. Mình thấy không, nó rất là đơn giản. Thì mình đã che những cái thông tin của mình rồi, chỉ để cái họ tên mình thôi. Thì chiếc thẻ này tượng trưng cho là bạn đã được phép định cư tại Đan Mạch, bạn được phép hưởng quyền lợi như người Đan Mạch. Thì mọi người sẽ tự hỏi là cái gì giống như cái thẻ xanh ở bên Mỹ thôi, đâu có thành vấn đề gì, giống cái thẻ định cư. Nhưng không, cái này không phải là thẻ định cư. Đây là thẻ an sinh xã hội, đây là thẻ y tế ở Đan Mạch. Nghĩa là sao? Khi bạn có được cái thẻ này trong tay, bạn sẽ có một cái mã số gồm 10 chữ số. 6 chữ số đầu tiên sẽ là ngày sinh nhật của bạn, ngày tháng năm sinh. 4 số sau là nghĩa là cái số security của bạn, nghĩa là cái số mà bạn phải nhớ. Cộng lại 6 số là ngày sinh nhật của bạn và 4 số sau thì sẽ ra cái số 10 số, gọi là cái số giống như chứng minh nhân dân ở Việt Nam mình. Thì khi bạn có 10 cái số này thì bạn sẽ được quyền giống như một người dân của Đan Mạch, không hoàn toàn, giống như được 95%. Và cái được lợi nhất của người dân Đan Mạch đó chính là an sinh xã hội ở bên đây. Ở Việt Nam mình hay có ví von là cái thẻ kim bài miễn tử. Thì cái này không phải là thẻ kim bài miễn tử, cái này gọi là thẻ kim bài miễn phí. Không phải bạn cầm cái thẻ này đi, bạn vô siêu thị, bạn muốn lấy gì bạn lấy. Thật sự đây là cái thẻ gọi là thẻ an sinh xã hội, thẻ y tế. Nó không phải là bảo hiểm y tế mà nó là cái thẻ khám bệnh, gọi ngắn gọn như vậy. Thì nếu các bạn ở Việt Nam thì các bạn đã từng thử, nếu dù chỉ một lần đi về gặp bác sĩ, hoặc là nếu bạn bị nằm viện thì bạn biết cái giá của một lần nằm viện nó cao như thế nào. Nếu bạn may mắn thì bạn sẽ trả hóa đơn ít hơn 1 triệu, khoảng vài trăm ngàn. Còn nếu bạn xui thì cái giá đó nó có thể lên tới vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí là cả vài trăm tỷ. Thì có nhiều trường hợp những người mà giống như là nghèo khó, người ta bị bệnh, người ta cần phải mổ xẻ này nọ mà không đủ tiền. Ở Việt Nam mình thì người ta cố gắng, người ta xin xỏ, người ta chạy trọt hoặc là người ta đi mượn, vay mượn này nọ để cố gắng tìm được đủ tiền để mà trả viện phí, để mà chữa bệnh. Và những gia đình thì có một số gia đình khác thì lại khá giả hơn, thì có dư tiền để trả những cái viện phí đó. Nhưng mà gặp những trường hợp mà bệnh nặng quá, bệnh ác tính này nọ thì người ta cũng có thể là bán hết gia tài, cũng không đủ tiền để trả bệnh, để chữa bệnh. Thì cái điều đó mình cũng gặp rất là nhiều lần rồi. Mình nhớ hồi xưa gia đình mình cũng có người phải mổ xẻ này nọ thì tốn rất là nhiều tiền, vài trăm triệu đi là chuyện bình thường. Thì nếu mình thử nghĩ, gia đình mình gọi là hơi có khá giả ở Việt Nam mình thì vài trăm triệu thì cũng là một số tiền to nhưng mà gia đình mình xoay sở được. Nhưng mà nếu bạn thử nghĩ coi, phần lớn dân Việt Nam mình số tiền mà lên tới mấy chục triệu hoặc là mấy trăm triệu để chữa bệnh, để nằm bệnh viện mà viện phí mỗi ngày có thể lên tới hàng triệu đồng thì tiền đâu mà mình người ta trả. Thì vì vậy, cho dù bạn có bảo hiểm y tế thì cái tiền bạn trả cũng rất là cao, không thể nào mà xoay sở được. Thì đó là lý do tại sao mình nghĩ cái thẻ vàng này có thể là cái thẻ vàng quyền lực nhất của nước Đan Mạch và cũng có thể là cái thẻ quyền lực nhất thế giới. Tại vì sao? Cho dù cái hóa đơn bệnh viện của bạn lên tới vài triệu, chục triệu, vài trăm triệu hoặc thậm chí là tới vài tỷ, thì khi bạn có cái thẻ này trong tay, tất cả cái đó đều là miễn phí, bạn không cần tốn một xu. Nghĩa là khi bạn có cái thẻ này trong tay thì cái số 588.000 tỷ dành cho Bộ Y tế, dành cho tất cả các an sinh xã hội mà về sức khỏe, về bệnh viện này nọ của Đan Mạch, cái đó bạn sẽ được hưởng. Không phải nghĩa là bạn cầm tiền về nhà, nghĩa là nếu bạn đổ bệnh ra thì cái số tiền đó sẽ dành cho bạn để mà bạn chữa bệnh và cho những người khác, không chỉ riêng bạn. Thì đó là lý do tại sao Đan Mạch là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tại vì bên đây y tế hoàn toàn miễn phí, bạn không cần tốn một xu để đi bác sĩ và bạn không cần tốn một xu để nằm bệnh viện. Bệnh viện nó giống như là một cái khách sạn, nó rất là sạch sẽ. Và bên đây thì dân trí người ta rất là cao, cộng với y tá và bác sĩ, người ta lương y rất là cao.
người ta không giống như Việt Nam mình. Mình đã từng thử về Việt Nam, nếu bạn gặp y tá thì phần lớn y tá có người tốt và có người xấu, nhưng mà mình thấy là phần lớn nếu bạn không chi tiền cho người ta, không bo người ta tí tiền, thì cái mặt người ta giống như là nhà có đám ma hay sao đó, không hề vui vẻ tí nào. Bác sĩ thì mình không nói, bác sĩ thì mình gặp có vài người thì thấy phần lớn người ta rất là tốt. Nhưng mà y tá, cái khâu đầu tiên khi mình vô mình gặp của các bệnh viện thì nó rất là tệ ở Việt Nam mình. Mình không hài lòng tí nào, và mình cũng nghĩ là phần lớn người dân ở Việt Nam cũng không hài lòng về cái cách hành xử của y tá hoặc là của bác sĩ ở Việt Nam mình. Thì mình mong cái đó sẽ là một điều tốt hơn. Tất nhiên ở đâu cũng có người tốt và người xấu, nhưng mà mình mong một ngày nào đó cái Việt Nam mình, cái bộ y tế và cái bảo hiểm y tế và cái những cái vấn đề về sức khỏe và bệnh viện sẽ được tốt hơn. Và cái thẻ này không những cho bạn được cái y tế miễn phí, mà bạn còn được đi học miễn phí và bạn được quyền lợi giống như người dân ở Đan Mạch, nghĩa là bạn còn được cho tiền khi bạn đi học. Thì cái vụ mà đi học cho tiền này mình sẽ làm một cái vlog riêng, nhưng mà bạn cứ nghĩ đi học là miễn phí và bệnh viện hoàn toàn là miễn phí. Và nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn vẫn còn nằm trong khoảng 0 tới 18 tuổi, thì bạn có được phép đi nha sĩ hoàn toàn là miễn phí. Nếu mà nói cái thẻ này trị giá khoảng vài trăm triệu tới vài tỷ thì mình cũng nói không nói ngoa. Tại nếu bạn đổ bệnh thì tiền đổ vào không bao giờ là đủ nếu bạn là bệnh nan y và phải điều trị hoặc là nằm viện dài hạn. Thì đó là lý do tại sao mình rất là quý chiếc thẻ này, và người dân Đan Mạch cũng rất là trân trọng chiếc thẻ này. Nhưng mà chiếc thẻ này thì nó nằm lắp lóc này nọ thôi. Nếu bạn lỡ mày mất cái thẻ này thì bạn chỉ cần lên cái ủy ban phường bạn nói, hoặc là bây giờ bên đây thời đại 4.0 rồi, thì bạn chỉ cần lên internet, bạn vô cái trang của ủy ban phường và bạn nhấn vô là mình đã bị mất thẻ, thì người ta sẽ gửi cho bạn một cái thẻ mới. Một số lần thì sẽ tốn phí, nhưng nếu bạn chuyển địa chỉ thì nó là hoàn toàn là miễn phí, hoặc nếu bạn mất thì sẽ hoàn toàn miễn phí, trừ khi bạn đổi họ tên hoặc là bạn đổi bác sĩ này nọ mà không phải đổi địa chỉ thì bạn sẽ tốn tiền. Và đó là cái thẻ quyền lực nhất của Đan Mạch. Mong mọi người cảm thấy video này hay và hãy cho mình một cái like và một cái thumbs up, và hãy nhớ share cho mọi người biết là cái thẻ quyền lực này của Đan Mạch nó như thế nào. Và mình mong một ngày nào đó người dân Việt Nam mình cũng sẽ có một cái thẻ như vậy, và cũng có được có một cái chế độ y tế và bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội cao như ở đất nước Đan Mạch này. Mình mong một ngày nào đó Việt Nam mình đi bệnh viện không cần tốn tiền và điều trị hoàn toàn là miễn phí. Mình mong một ngày nào đó.